Hello, chào mọi người nha. Thì hôm nay mình với lại hai đứa nhóc của nhà mình á đi quằn quằn ra ngoài cái đồng ruộng á phía sau nhà, cái chỗ mình ở nha. Thì hiện tại cũng cũng rảnh mà cứ quằn ở đây, vừa dạo cho mát vừa giúp cho con nó học thêm nhiều thứ ở xung quanh đó nha mọi người. Hai đứa chào khán giả với mẹ đi. Chào Chào khán khán giả, chào mẹ. chào Cái răng súng, cái mỏ bị chày nè. cái tội đi chơi Cái quậy cằm quá bị mà. chày nè. Cái cằm ăn kẹo nhiều quá súng nè. Đúng rồi, súng hai cái luôn, coi nha, răng coi, thả tay cần súng cho người ta thấy. Khán giả Đúng ghê không rồi, khán giả? còn bà Hằng hết súng chưa? Hết chày. Hết rồi phải Đi không? đi 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 ơi, khán giả ơi. Đố cô gấu cái mấy cái dây này là dây gì? Không biết. Dây leo. Dây tên gì? Dây tên leo. Dây gì? Dây leo. Dây mồng tơi. Mẹ, gấu biết không? Hái dây tím, hái một trái cho con bóp ra hành tím đi. Hái một cái đúng không? Đây một chùm này. Ôi chùm chùm. Ồ à. Rồi xin luôn đó. Quá đấy, ui xin ui xin. Cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ. Chơi mồ hôi đổ ướt hay mình hết rồi. Cho bé Hằng cái đúng không? Một chùm nữa đúng không? Ủa, Hai ơi. Ở trên cao một chùm luôn, quá trời đẹp luôn. Đố bé Hằng, cái cây ở trên đó là cây gì? Cây có nhiều trái đó là cây gì? Cây đu đủ. Đúng luôn. Cây lá nhỏ đó là cây gì? Cây lá nhỏ nè bạn. Đó, cây mít. Đúng luôn. Để mình ra đây. Cây này là cây gì? À, cây mã cầu. Cầu đúng không? Con ném mẹ gấu. Không hào. Gấu biết cái lá này lá gì không? Lá chuối. Đúng, chính xác. Lá dừa. Lá dừa để mình làm gì á? Làm máy bay hay làm mấy đồ chơi gì á? Đúng, chính xác. Lá chuối. Bông hoa. Bông hoa vàng. Mẹ lấy đi. Mẹ ở đây. Ở đây có ốc hùng nhau. Ốc hùng nhau. Làm gì có ốc hùng nhau? Nè, nó trúng mồi kìa. Tại nó, nó dính nhau hả? Ốc hùng nhau đâu, coi coi. Ốc hùng nhau hả? Hai con ốc dính nhau là ốc hùng nhau hả? Đố bé Hằng biết bụi này là bụi gì? Bụi xả. Đúng, chính xác. Bụi xả để làm gì? Để mình cắt, mình hấp cái con gà gì á. Đúng gà rồi, để từng miếng á. Để gà hấp xả, hoặc là mình kho cá, hoặc là mình làm cái gì á cũng đều cần xả cho nó thơm á, nó khỏi bị tanh á. Không. Cái bụi đó là bụi gì? Cái bụi gì vậy? Cây đu đủ. Không phải. Cây khoai mì. Đúng rồi, cây khoai mì đó. Chơi với con cái gì? Chơi gì? Chơi lá dừa làm
không? Biết. Chị chịu bằng đấy. Lau hai mì. Đúng rồi, con biết đó. Mà làm lần nào chưa không? Em rồi. Chưa làm mẹ ơi. Có rồi, có lần mà làm rồi. Bây giờ hả? Bây giờ mọi người có muốn làm thì cứ nhìn mình rồi làm nha mọi người. Cái này rất là dễ làm luôn. Chỉ nhưng mà tuy nó đơn giản như vậy nhưng mà trẻ nhỏ nó lại rất là thích nha. Cho nên mình cũng hay làm mấy cái trò này cho nó chơi lắm. Sau vài bước bẻ thì giờ cũng xong rồi nha. Giờ mình đã có một cái vòng xinh cho con gái rồi. Bây giờ mình ngắt cái lá thừa này ra đi. Cho nó khỏi rắc rối á. Đưa tay mà đeo cho. Dạ. Đó, đúng rồi, cởi đó thôi. Cái này mà nó dài á là mình sẽ đeo cổ làm dây chuyền nha, còn cái này nó ngắn quá, nó cọng mì nó ngắn quá nên mình đeo vòng tay thôi. Mày đón nó xém nữa lọt trong ruộng này kìa mẹ, nó mắc nháo quá, nó đi xè nó té hoài chán lắm. Xong đã rồi. Đẹp hê, dễ thương hê. Thích không? Dạ thích. Sáng tác. Đây. Vòng em đâu? Con gái của mình mới sáng tạo thêm một cái vòng đeo chân nha mọi người. Con gái của mẹ sáng tạo quá. Mẹ ơi, đợi đứa trai của con đâu. Ủa, cái vòng đeo tay của con hồi nãy chị Hai đeo cho con rồi mà. Nãy con đưa cho chị Hai rồi. Đâu, chị Hai để đâu? Để hả? Vậy con lấy cái lá khác làm cho em nữa đi. Lấy cái lá khác làm cho em nữa đi. Con không làm nữa đâu. Con làm không? Không. Chừng nào tết. Chứ sao nãy con đòi đâu? Mẹ lấy mẹ bước ra chuối, mẹ làm con cua. Bạn lấy dừa nha. Ừ. Không, chừng nào tới sinh nhật của con mẹ bước lấy dừa, mẹ làm con cua mẹ trang trí đi. Chừng nào bước sinh nhật của con á mẹ làm con cua bằng lá dừa phải không? Dạ. Con cũng làm nữa. Mẹ khỏi mua đồ chơi. Để khi nào rảnh á mẹ làm con cua bằng lá dừa cho hai đứa xem nha. Chừng nào tới sinh nhật của chị Hai mẹ làm con cua lá dừa, đừng kiếm mua đồ chơi. Đúng rồi, mất tiền lắm. Đứng dậy về đi coi. Hãy subscribe.